các bạn có mặt trong ngày hôm nay, ngày khai mạc của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week mùa xuân hè năm 2017. Đây là lời chào của tôi, Tùng Leo, cùng với người đẹp Phương Mai. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the opening ceremony of Vietnam International Fashion Week Spring Summer 2017. Phương Mai and Tùng Leo, honored to be your host. Quý vị thân mến, ngày hôm nay, ngày khai mạc của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week xuân hè năm 2017, một chặng đường nữa lại được viết nên bởi niềm tự hào và niềm đam mê của tất cả những người yêu thời trang tại Việt Nam và quốc tế. Vào lúc này, chúng tôi xin được phép nhắc đến một nhân vật mà cứ mỗi khi nói đến thời trang Việt Nam trong những năm vừa qua, chúng ta đều nói đến một người phụ nữ nhỏ bé với một giấc mơ to lớn dành cho thời trang Việt Nam và đã có những đóng góp được công nhận với thời trang Việt Nam trên trường quốc tế. Giờ đây chúng tôi xin được phép mời Trang Lê cùng bước lên sân khấu cùng với chúng tôi để ra mắt tất cả mọi người. Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc đến sự hiện diện của tất cả các quý vị đã có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to say thank you and appreciation to all of your attendance tonight. Thank you very much. Đây là lần thứ tư tôi lại đứng ở đây trong khán phòng này. Nếu như cách đây 4 năm lần đầu tiên chúng tôi đã tuyên bố Việt Nam International Fashion Week chính thức ra đời. Ladies and gentlemen, this is my fourth time standing here in front of you, and I hope you still remember that 4 years ago we made our official announcement to open, to launch the first Vietnam International Fashion Week. Nếu như mùa đầu tiên chúng tôi đã đánh một dấu mốc quan trọng đưa thời trang Việt Nam lên bản đồ thời trang thế giới. Và năm thứ hai, chúng tôi đã có những nhân vật rất là quan trọng trên thế giới đã đến Việt Nam. Thì năm thứ ba, chúng tôi đã làm được một việc lớn lao hơn. Chúng tôi đã tiến một bước tiến cao hơn, đó là tổ chức Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam một năm hai lần, xuân hè tại thành phố Hồ Chí Minh và thu đông tại thủ đô Hà Nội. In the first year of 2014, we put an important milestone in Vietnam fashion industry when we put Vietnam on the map of global industry. 2015, we had the great chance and honor to invite all important individuals coming from world's fashion industry. And in 2016, we made a bigger step. While only one year, one show per year in the 2 years of 2014 and 2015, in 2016, we successfully organized 2 Vietnam International Fashion Week, one in Ho Chi Minh and the other one in Hanoi. Và bước vào năm thứ tư, Vietnam International Fashion Week đã làm một việc, đã tiến thêm một bước tiến nữa, đó là Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam ngày hôm nay không chỉ là nơi trình diễn các bộ sưu tập, mà từ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam đã mở ra rất là nhiều những cơ hội hội nhập với thế giới. Bằng chứng là năm nay chúng tôi đã có sự tham dự, ngoài các nhà thiết kế đến từ các quốc gia thì chúng tôi đã có sự tham dự của những cơ quan ngoại giao như Đại sứ quán Australia, Đại sứ quán Israel và Hiệp hội Doanh nghiệp của Ủy ban châu Âu. And this year, besides bringing the great chance for all fashion collections to be seen and witnessed by all of you fashion lovers, this year we also saw and also opened a great opportunity for Vietnam to have the great integration into the world of fashion in global by the appearance of not only designers, fashion organizations from different countries, but also the representatives of many diplomatic departments from Israel, from Australia, etc. Kính thưa quý vị, mọi người thường nói rằng ở đâu có tuần lễ thời trang thì ở đó có văn minh và hội nhập. Và ngày hôm nay, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, chúng tôi đã làm được điều đó. Và đó cũng chính là lý do năm nay chúng tôi đã quyết định lấy chủ đề của sân khấu năm nay chính là Việt Nam hội nhập với thế giới. Ladies and gentlemen, there's a saying that I love a lot, which means where we see Vietnam International Fashion Week, we see integration. And that is the reason why we chose this topic for this year, Vietnam integration. Và để có những thành công này, tôi không thể không gửi lời cảm ơn đến sự hợp tác rất lớn của rất nhiều đối tác, các nhà tài trợ, các nhà thiết kế của Việt Nam và quốc tế, các người mẫu, các cơ quan truyền thông của Việt Nam và quốc tế, và sự đặc biệt là sự ủng hộ của rất nhiều bạn bè,
và những người yêu mến thời trang tại Việt Nam và bạn bè trên khắp thế giới đã về đây dự cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, today we are so ready to bring to you all the latest collection by not only Vietnamese but also international fashion designers, and I am sure that you are as ready as we are to witness them all. Of course, none of this could be made without the great support from our partners and sponsors, from our friends coming from all over the world, all the designers, models, media teams, etc. So once again, thank you very much, ladies and gentlemen, for turning this great dream come true. Một lần nữa, cho tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng với tất cả mọi người và xin chúc mọi người sẽ có một tuần lễ tràn đầy cảm xúc. Xin cảm ơn. Quý vị thân mến, như bà Trang Lê vừa nói, chắc chắn rằng tuần lễ này sẽ không thể thành công nếu như chúng ta không có sự hợp tác của nhiều đơn vị đến với chương trình. Quý vị thân mến, vào lúc này đây cho phép chúng tôi được mời đại diện của những đối tác, của những đơn vị hỗ trợ cùng bước lên sân khấu để nhận hoa thay cho lời cảm ơn của chương trình. And right now, ladies and gentlemen, may we take our honor to introduce on stage representative of partners and sponsors of this year's Vietnam International Fashion Week. Xin được phép mời đại diện Học viện Thời trang Atelier Chardon Sava đến từ nước Pháp. May we introduce on stage Atelier Chardon Sava Fashion Institute from France. Xin mời đại diện của công ty quản lý và đào tạo người mẫu BU Model. BU Model and Talent Management Company. Xin mời đại diện của thương hiệu nội thất cao cấp Roche Bobois. Top end furniture brand Roche Bobois. Xin mời thương hiệu sản phẩm trang điểm Maybelline New York. Makeup brand Maybelline New York. Xin mời đại diện thương hiệu sản phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp L'Oréal Professionnel. Professional hair care product brand L'Oréal Professionnel. Xin mời đại diện của thương hiệu xe Audi. Audi Automobile. Xin mời đại diện của khách sạn New World Saigon. New World Saigon Hotel. Xin mời đại diện của tổng lãnh sự quán Úc cùng với chương trình Taste of Australia. Australia Consul General with the Taste of Australia event. Xin mời lãnh sự quán Israel. General Consulate of Israel. Xin mời đại diện thương hiệu viện thẩm mỹ Via Clinic. Via Beauty Clinic. Xin mời đại diện công ty thời trang và mỹ phẩm Duy Anh. Fashion and Cosmetics Company Duy Anh. Xin mời sự kiện triển lãm Eurosphere. Eurosphere Convention and Exhibition Events. Xin mời đại diện trung tâm sự kiện hội nghị Jam Center. Jam Center. Xin mời Học viện Người Mẫu BU Academy. Model Institute BU Academy. Và chúng tôi xin được phép mời bà Trang Lê, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Multimedia GSC và là người sáng lập đồng thời là Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam International Fashion Week lên tặng hoa cho các đơn vị tài trợ. And we would like to invite Madam Letty Quỳnh Trang, Chairwoman of Multimedia Joint Stock Company, Founder and Chairwoman of Vietnam International Fashion Week to be on stage to honor the sponsors with the flowers. Kính thưa quý vị, những bó hoa thay cho lời cảm ơn của ban tổ chức đang gửi đến với những đơn vị hỗ trợ chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa xin được phép đại diện cho chương trình cảm ơn quý vị rất nhiều vì sự hỗ trợ quý báu này, và chúng ta đã được báo hiệu trước về sự thành công của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Vietnam International Fashion Week. Once again, ladies and gentlemen, thank you very much for your great support towards Vietnam International Fashion Week. We all believe that this year will be another great success for us all. Xin cảm ơn các đại diện của các đơn vị tài trợ và xin mời quý vị về chỗ của mình để tiếp tục cùng đến với phần sau của chương trình. Bây giờ đây, chúng tôi xin được phép mời lên sân khấu tất cả những nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế cùng tham gia vào Việt Nam International Fashion Week mùa xuân hè năm 2017. And now we would like to introduce to you the soul of Vietnam International Fashion Week, the designers and fashion brands participating in this year. Những nhà thiết kế quốc tế xin được phép mời nhà thiết kế Xuân đến từ nước Pháp. Fashion designer Xuân from France. Nhà thiết kế Betty Trần, Taste of Australia Showcase from Australia. Fashion designer Betty Trần, Taste of Australia Showcase from Australia. Nhà thiết kế Joao Holo đến từ Bồ Đào Nha. Fashion designer Joao Holo from Portugal. Nhà thiết kế Tata Christian đến từ nước Đức. Fashion designer Tata Christian from Germany. Đại diện của thời trang Israel, trường thiết kế Shankar Design School đến từ Israel.
Israel Fashion by Shankar Design School from Israel. Cùng đến từ Hàn Quốc, chúng tôi xin được phép giới thiệu thương hiệu Thoth. Third from Korea. Và nhà thiết kế Chung Chung Lee thương hiệu Lai. Fashion designer Chung Chung Lee with Lai. Thương hiệu Boys of Bangkok đến từ Thái Lan. Boys of Bangkok from Thailand. Đại diện thương hiệu Paul and Shock đến từ Italy. Brand representative of Paul and Shock from Italy. Đại diện thương hiệu Well đến từ nước Pháp. Brand representative of Well from France. Và ngay bây giờ xin được phép mời đại diện của các nhà thiết kế và các thương hiệu Việt Nam cùng bước lên sân khấu. Xin mời đại diện của thương hiệu Thủy Designer House, nhà thiết kế Thủy Nguyễn. Xin được mời nhà thiết kế Hoàng Minh Hà. Xin mời nhà thiết kế Hà Linh Thư. Xin được mời nhà thiết kế Trung Thanh Phong với thương hiệu Mèo. Xin mời nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Xin được mời nhà thiết kế Devon Nguyễn với thương hiệu Devon London. Xin mời nhà thiết kế Lagret Giang Lê. Xin được mời đại diện thương hiệu Canifa. Xin được mời nhà thiết kế Lê Hà. Xin mời nhà thiết kế Cathy Nguyễn đến từ thương hiệu Sita. Xin được mời nhà thiết kế Sandy Đoàn đến từ thương hiệu 216. Xin mời nhà thiết kế Đỗ Long. Xin được mời đại diện thương hiệu sản phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp L'Oreal Professional. Xin mời nhà thiết kế Ivan Trần. Và chúng tôi cũng xin được phép trân trọng kính mời ông Jean-Paul Calvin, đại diện Học viện Thời trang Atelier Chanel Savoir đến từ nước Pháp, lên sân khấu cùng với bà Trang Lê để tặng hoa cho những nhà thiết kế tham gia vào Việt Nam International Fashion Week xuân hè 2017. And may we invite on stage Mr. Jean-Paul Calvin from Atelier Chanel Savoir Fashion Institute together with Madam Trang Lê to honor. Và bây giờ chúng tôi xin được phép mời bà Trang Lê, chủ tịch của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, tuyên bố khai mạc. Ladies and gentlemen, now it is time for us to invite the founder and chairwoman of Vietnam International Fashion Week to make the official announcement to commence Vietnam International Fashion Week Spring Summer 2017, please. Vâng, kính thưa quý vị. Và ngay lúc này đây, ngay trong khoảnh khắc này, thay mặt cho ban tổ chức, tôi chính thức tuyên bố khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week xuân hè 2017. Xin chúc mừng tất cả chúng ta đều có được một niềm yêu thích, một niềm tự hào với thời trang. Và ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta đã có một tuần lễ thời trang thật đặc biệt được diễn ra tại nơi đây.